Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình khoe cái hai cái cây táo và cây đào của mình, nó đã ra trái rồi mọi người ơi. Rất là nhiều. Các bạn ơi, cái cây dâu của mình nó đã ra trái rồi đó các bạn. Cái vườn dâu bé bé của mình ra trái. Con chim đó nó bẻ đứt cái trái dâu của mình nè. Phá ghê. Các bạn. Đây nè, bên đây được mấy trái nè. Bạn thấy không? Dễ thương không? Đó. Cái bụi hành này của mình bữa nay nó tốt quá trời các bạn ơi, nó ra bông luôn rồi nè. Nó tốt quá, nó ra bông luôn rồi nè. Rồi hả, mấy cái bầu với mấy cái dây leo của mình nó lên rồi nè. Cái hôm nay là bắt đầu trời bắt đầu ấm rồi, ông xã mình cũng tách mấy cái cây ớt ra nè các bạn. Mỗi một cây một chậu gì nè, để cho cái mùa hè này nó sẽ có rất là nhiều ớt luôn, tha hồ mà sử dụng, tha hồ mà làm ớt xay, ớt khô rồi tất cả các loại ớt. Nè, cái cây này mùa đông nó chết rồi, xong bây giờ mùa xuân nó lên lại rồi các bạn. Bên đây người ta rất là thích ăn cái ngò gai này nè các bạn. Nhiều khi mùa hè, mùa đông á nó không có luôn. Cái này cây bầu của mình nè, bầu. Đây cây tầng ô nè, tầng ô chồng mình không ăn, cắt hết cái lá còn cái cuốn gấm cũng lên các bạn. Hay không? Cái nhà đam của tôi bị thương tâm ghê không? Ông tỉa không còn một đọt nữa, giờ còn có ba nhánh không biết sống nổi không biết nữa. Các bạn đây nữa nè. Cây nhà đam của mình mà ông tỉa nó còn có ba que. Mà ba que non nhớt nó không biết sống nổi không nữa. Anh đây các bạn. Đó, đã. Đây là cây táo nè, cây táo nè. Và bên đây là cây đào. Hôm bữa mình có quay cho mọi người xem khi mà nó nở hoa, hoa của nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái trái của nó nha. Đây nè các bạn, đây. Đây nè mọi người thấy không? Trái đào nè. Nè, thấy không? Nè, thấy không? À, trái đào đó các bạn, rất là nhiều các bạn nhìn thấy à, nhìn thấy mấy cái trái tròn nhỏ nè, đó là đào đó các bạn, đây nè, rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Tại vì nó màu xanh á, cho nên mình chưa có thấy được nhiều, thao không có thấy rõ, các bạn thấy không? Nè mấy trái đào này nè các bạn, đó, nè, bạn thấy không? Thấy mấy cái trái không? Đó, mùa này quá trời đào luôn. Đậu trái nhiều ghê. Đây nè mọi người. Đây mọi người thấy không? Đó, quá trời trái luôn. Đây, đó, quá trời trái các bạn thấy không? Nó nè, mấy cái trái nhỏ nhỏ nè. Nè các bạn. Táo nè. À, trái đào này nè các bạn, ăn nó giòn giòn giống như là mấy trái đào mà đào giòn ở bên Việt Nam mình đó. Nhưng mà nó có cái lông lông này nè. Thì ăn nó hơi nhột nhột cái miệng nhưng mà ăn rất là ngon. Nếu như nó thật ra mình ăn ổi rồi đó, nó có vị giòn giống dĩa các bạn. Giống như ổi sa lị, mấy cái ổi giòn rồi đó. Ngon lắm các bạn. Mùa rồi hả, mình bẻ vô mình ăn không hết luôn á. Mình phải bẻ đi cho mọi người. Đợt này nó đậu trái quá trời luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cây cây mận nha các bạn. Nè, các bạn nhìn xa xa ở ngoài các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều trái. Bây giờ mình cho các bạn xem. Đó. Nó lên luôn nè, trái nè mọi người. Quá trời nhiều luôn, các bạn thấy không? Thấy nó tròn đó là trái á, xanh tròn á. Nè, các bạn nhìn nè, một nhánh mà nó quá trời luôn. Đây nè. Nè. Quá trời. Các bạn nhìn kỹ. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Để mình zoom lớn cho mọi người xem nha. Nè các bạn thấy không?
nhiều lắm đó. Cái này là cho cá lặn luôn á. Anh sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây nè, đó thấy không, trái nữa nè, thêm mận, mận nè, một cái nhánh như vậy nè các bạn thấy không, một cái nách như vậy là nó hai trái nè các bạn thấy không, hai trái ba trái không à. Cho nên hả, một cái cành bé bé này á, là các bạn thấy quá trời luôn, cả mấy chục trái luôn các bạn thấy không, lên hết trơn. Trái nhiều hơn lá các bạn, các bạn thấy không, trái nhiều hơn lá luôn. Trời ơi nhìn mê quá mọi người ơi, quá trời. Chỉ cần hai cây thôi là mình nói thiệt luôn, mình ăn không hết luôn á, ăn rồi lớp ăn mà lớp rụng rồi lớp bẻ đi cho luôn các bạn. Nhiều lắm, mà nó đậu trái nhiều như hôm bữa, mà nếu ai có coi cái video mà bông hoa ở trong vườn nhà Minh á, là Minh đã quay cho mọi người xem á, là nó đậu hoa rất là nhiều. Và mình có nói là chết cái mùa này mà hoa nó nhiều như vậy là chắc nó đậu trái nhiều lắm, mà không biết là đậu được nhiều hay không, sợ gì gió nó rụng á, nó làm cho trái nó không có được đậu nhiều á. Nhưng mà quá trời luôn các bạn ơi, đợt này là trúng, gọi là trúng mùa các bạn, được mùa. Wow, cái cây rất là nhỏ nhưng mà nó trái sum xuê. Bây giờ mình sẽ bẻ thử một trái, mình cắn khi mà cái trái nó còn non nó sẽ như thế nào nha mọi người. Chua. Ăn cái vị nó giống như là chùm ruột vậy các bạn. Nó có vị chua chua, hơi chát chát. Chùm ruột thì nó chát, không có chát nhiều mà chua nhiều. Nó giống như chùm ruột sống, chùm ruột mà còn xanh vậy đó. Nè các bạn, ở trong nó có cái hộp nè các bạn thấy không. Nè, ở trong nó có cái hộp trắng trắng nè. Chua quá. Mà bây giờ mình cũng sẽ thử cây táo luôn, cây đào. Mình cứ lộn cây đào với cây táo hoài. Mình sẽ thử luôn cây đào, ăn thử ha, cảm giác khi mà nó ăn trái sống như thế nào. À, nó có hậu đắng đắng, đắng đắng của cái vị táo đào, nó chưa có chín đó. Đắng đắng mà nó hơi nhẫn nhẫn, rồi trong cái lưỡi của mình nó có cảm giác giống như là cái nhụy của hạt sen vậy các bạn, cái vị đắng giống như của cái nhụy hạt sen à. Nó nằm động trong cái lưỡi mình đó, không ngon. Nếu như mình thật sự mà ăn sống, ăn còn nhỏ thì mình có thể mình ăn trái mận bên đây, mận bên đây mình có thể dầm vào, bắt đầu mình làm muối ớt rồi mình chấm thì ăn nó cũng ngon lắm các bạn. Nhưng mà còn cái thằng này thì không thể ăn nhỏ được, không thể ăn khi mà nó còn nhỏ được, cái này chỉ chờ nó to thôi. Nhưng mà khi nó to các bạn ăn rất là giòn, giòn lắm. Các bạn xem mấy cái hành của mình nè, nó to ghê, bự dễ sợ luôn nè, mình bự hơn ngón tay cái luôn các bạn thấy không, quá trời luôn. Bữa nay nó tốt quá, bởi vì khi mà mùa đông đến thì nó sẽ rụi mấy cái này xuống, rồi xong rồi nó còn cái củ ở dưới, nếu như các bạn mà không có bứt cái gốc lên á thì mùa hè năm sau nó sẽ lên lại, và mình cứ thế mình ăn hoài thôi. Đợt này mình gắm thêm mấy gốc nữa, gắm thêm mấy gốc nữa để đợt sau là không cần phải trồng, cứ ăn lá thôi. Hello, thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Kim Minh nha. Ngày hôm nay mình khoe cái hai cái cây táo và cây đào của mình, nó đã ra trái rồi mọi người ơi, rất là nhiều. Các bạn ơi, cái cây dâu của mình nó đã ra trái rồi đó các bạn. Cái vườn dâu bé bé của mình ra trái, con chim nó bẻ đứt cái trái dâu của mình này. Phá ghê các bạn. Đây nè, bên đây được mấy trái nữa.
hả, thấy không? Dễ thương không? Đó. Cái bụi hành này của mình bữa nay nó tốt quá trời các bạn ơi, nó ra bông luôn rồi nè. Nó tốt quá, nó ra bông luôn rồi nè. Rồi hả, mấy cái bầu với mấy cái dây leo của mình nó lên rồi nè. Cái hôm nay là bắt đầu trời bắt đầu ấm rồi, ông xã mình ổng tách mấy cái cây ớt ra nè các bạn. Mỗi một cây một chậu vậy nè, để cho cái mùa hè này nó sẽ có rất là nhiều ớt luôn, tha hồ mà sử dụng, tha hồ mà làm ớt xay, ớt khô rồi tất cả các loại ớt. Nè, cái cây này mùa đông nó chết rồi, xong bây giờ mùa xuân nó lên lại rồi các bạn. Bên đây người ta rất là thích ăn cái ngò gai này nè các bạn. Nhiều khi mùa hè, mùa đông á nó không có luôn. Cái này cây bầu của mình nè, bầu. Đây cây tầng ô nè, tầng ô chồng mình không ăn, cắt hết cái lá còn cái cuốn gấm cũng lên các bạn, hay không? Nhà đàm của tôi bị thương tâm ghê không? Ông tỉa không còn một đọt nữa, giờ còn có ba nhánh không biết sống nổi không biết nữa. Các bạn đây nữa nè, cây nhà đàm của mình mà ông tỉa nè, ông tỉa nó còn có ba que, mà ba que non nhớt nó không biết sống nổi không nữa. Anh đây các bạn, đó đã. Đây là cây táo nè, cây táo nè. Và bên đây là cây đào, hôm bữa mình có quay cho mọi người xem khi mà nó nở hoa, hoa của nó cũng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái trái của nó nha. Đây nè các bạn, đây. Đây nè mọi người thấy không? Trái đào nè. Nè, thấy không? Nè, thấy không? Đó, trái đào nè các bạn. Rất là nhiều, các bạn nhìn thấy à. Nhìn thấy mấy cái trái tròn nhỏ nè, nè. Đó là đào đó các bạn, đây nè. Rất là nhiều luôn các bạn thấy không? Tại vì nó màu xanh á cho nên mình chưa có thấy được nhiều. Thao không có thấy rõ các bạn thấy không? Nè mấy trái đào này nè các bạn đó. Nè. Các bạn thấy không? Thấy mấy cái trái không? Đó, mùa này quá trời đào luôn. Nó đậu trái nhiều ghê. Đây mọi người thấy không? Đó, quá trời trái luôn. Đây, đó, quá trời trái các bạn thấy không? Nó nè là mấy cái trái nhỏ nè các bạn. Táo nè, trái đào này nè các bạn, ăn nó giòn giòn giống như là mấy trái đào mà đào giòn ở bên Việt Nam mình đó, nhưng mà nó có cái lông lông này nè, thì ăn hơi nhột nhột cái miệng nhưng mà ăn rất là ngon. Nếu như nó thật ra mình ăn ổi rồi đó, nó có cái vị giòn giống dĩa các bạn, giống như ổi sa lị, mấy cái ổi giòn rồi đó, ngon lắm các bạn. Mùa rồi hả, mình bẻ vô mình ăn không hết luôn á, mình phải bẻ đi cho mọi người. Đợt này nó đậu trái quá trời luôn. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cây mận nha các bạn. Nè, khi các bạn nhìn xa xa ở ngoài các bạn sẽ nhìn thấy rất là nhiều trái. Bây giờ mình cho các bạn xem. Đó. Nó lên luôn nè, trái nè mọi người. Quá trời nhiều luôn, các bạn thấy không? Thấy nó tròn đó là trái á, xanh tròn á. Nè, các bạn nhìn nè, một nhánh mà nó quá trời luôn. Đây nè. Nè. Quá trời. Các bạn nhìn kỹ. Các bạn sẽ thấy rất là nhiều. Để mình zoom lớn cho mọi người xem nha. Nè, các bạn thấy không? Nhiều lắm. Đó. Cái này là cho cá làng ăn luôn á. Anh sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem nha. Đây nè. Đó, thấy không? Trái nè. Cây mận. Nè. Một cái nhánh như vậy nè các bạn thấy không? Một cái nách như vậy là nó hai trái nè các bạn thấy không? Hai trái, ba trái không à. Cho nên hả, một cái cành bé này á là các bạn thấy quá trời luôn, cả mấy chục trái luôn các bạn thấy không? Lên hết trơn. Trái nhiều hơn lá các bạn. Quả
bạn thấy không, trái nhiều hơn lá luôn. Trời ơi nhìn mê quá mọi người ơi. Quá trời. Chỉ cần hai cây thôi là mình nói thiệt luôn, mình ăn không hết luôn á, ăn rồi lớp lớp ăn mà lớp rụng rồi lớp bẻ đi cho luôn các bạn. Nhiều lắm mà nó đậu trái nhiều. Như hôm bữa mà nếu ai có coi cái video mà bông hoa ở trong vườn nhà Minh á, là Minh đã quay cho mọi người xem á, là nó đậu hoa rất là nhiều. Và mình có nói là chết cái mùa này mà hoa nó nhiều như vậy là chắc nó đậu trái nhiều lắm, mà không biết là đậu được nhiều hay không, sợ gì gió nó rụng á, nó làm cho trái nó không có được đậu nhiều á. Nhưng mà quá trời luôn các bạn ơi, đợt này là trúng, gọi là trúng mùa các bạn, được mùa. Wow, cái cây rất là nhỏ nhưng mà nó trái xum xuê. Bây giờ mình sẽ bẻ thử một trái, mình cắn khi mà cái trái nó còn non nó sẽ như thế nào nha mọi người. Chua. Ăn cái vị nó giống như là chùm ruột vậy các bạn. Nó có vị chua chua, hơi chát chát. Chùm ruột á thì nó chát, không có chát nhiều mà chua nhiều. Nó giống như chùm ruột sống, chùm ruột mà còn xanh vậy đó. Nè các bạn, ở trong nó có cái hộp nè các bạn thấy không? Nè, ở trong nó có cái hộp trắng trắng nè. Chua quá. Mà bây giờ mình cũng sẽ thử cây táo luôn. Cây đào. Mình cứ lộn cây đào với cây táo hoài. Mình sẽ thử luôn cây đào. Ăn thử ha. Cảm giác khi mà nó ăn trái sống như thế nào. À, nó có hậu đắng đắng. Đắng đắng của cái vị táo đào nó chưa có chín đó. Đắng đắng mà nó hơi nhẫn nhẫn. Rồi trong cái lưỡi của mình nó có cảm giác giống như là cái nhụy của hạt sen vậy các bạn. Cái vị đắng giống như của cái nhụy hạt sen à. Nó nằm động trong cái lưỡi mình đó. Không ngon. Nếu như mình thật sự mà ăn sống, ăn còn nhỏ thì mình có thể mình ăn trái mận bên đây. Mận bên đây mình có thể dầm vào, bắt đầu mình làm muối ớt rồi mình chấm thì ăn nó cũng ngon lắm các bạn. Nhưng mà còn cái thằng này thì không thể ăn nhỏ được, không thể ăn khi mà nó còn nhỏ được. Cái này chỉ chờ nó to thôi. Nhưng mà khi nó to các bạn ăn rất là giòn, giòn lắm. Các bạn xem mấy cái hành của mình nè, nó to ghê, bự dễ sợ luôn. Nè, mình bự hơn ngón tay cái luôn các bạn thấy không? Quá trời luôn. Bữa nay nó tốt quá. Bởi vì khi mà mùa đông đến thì nó sẽ rụi mấy cái này xuống. Rồi xong rồi nó còn cái củ ở dưới, nếu như các bạn mà không có bứt cái gốc lên á thì mùa hè năm sau nó sẽ lên lại. Và mình cứ thế mình ăn hoài thôi. Đợt này mình gắm thêm mấy gốc nữa để đợt sau là không cần phải trồng. Cứ ăn lá thôi.